đây gửi đến trung tâm bảo hành Electrolux theo yêu cầu là báo lỗi máy giặt. Khi giặt xong thì quần áo bắt không khô và lật giặt luôn trong sấp nước. Máy này mình mới mua được tháng. Thì khi gọi điện đến nhà và bảo hành Electrolux thì họ bảo là khi nào mà có hiện tượng là giặt xong thì quay phim lại cho bên bảo hành họ, chúng họ kiểm tra lần nữa, họ xuống một lần rồi nhưng mà họ bảo máy giặt bình thường. Thì đây, sau khi mà mình miêu tả cái sự cố của máy giặt như nào như sau. Sau khi giặt xong, bỏ quần áo ra thì mở lồng giặt ra thì trong lồng giặt nó sẽ thế này. Đấy, nước nó sấp sấp này, quần áo nó cứ ướt không biết tại sao luôn. Đấy, nước này nó cứ sấp sấp ở cái mức nước này nên quần áo luôn luôn ướt và vắt, nó không khô mỗi khi mà giặt xong. Đấy, nó cứ sấp sấp ở như này, nó sẽ đầy dần lên. Và đến một lúc khoảng để vài ngày thì nó sẽ giò, nó chảy ra ngoài răng này. Đấy, đây là mã đây là mã bảo hành này, nhớ bên Electrolux kiểm tra dùm này. Đấy, máy giặt hiện đang tắt điện nhé. Đấy, giờ bật điện lên này. Kết thúc quá trình giặt này. Đấy, đèn báo là kết thúc quá trình giặt thì nó sẽ như thế này. Mình bỏ quần áo ra rồi thì sau khi mà giặt thì mình chỉ bấm nút này thôi. Mình bấm nút khi chọn chương trình giặt thì mình bấm vào đây, mình chọn số 2, mình chọn chương trình số 2 là giặt đồ hỗn hợp này. Đấy, cách mình vận hành máy thế, mình để vặn 1002, sau đó mình đóng cửa vào mùa và bấm vào play thôi. Đấy, mở play là nó chạy xong thì 2 tiếng sau lên, 2 tiếng sau lên, bỏ quần áo ra thì sau khi bỏ hết quần áo ra thì lồng giặt nó tình trạng như thế này. Đó, rồi thế mới điền nhờ bên Electrolux kiểm tra dùm xem cái lỗi này là lỗi gì. Quá mấy giặt để bực cả mình. Vậy thôi ạ. Xin chào trung tâm bảo hành. Mình là Phan Block.